chào anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương nha. Website bên em là cửa hàng Phú Hương.com. Số điện thoại hotline là 0967100003 ha. Anh em có thể liên hệ trực tiếp số này hoặc là nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ trả lời sớm nhất cho anh em ha. Anh em có muốn hỏi gì qua Zalo đó lưu ý là hỏi trực tiếp đi ha, đừng có alo hai anh chào anh khỏe không anh gì đó, là nhiều cái tin nhắn vậy lắm là bên Zalo nhiều khi nó lọc qua chế độ ba mới rồi cái là nó chặn luôn, nó không có cho trả lời ha. Nên là anh em lưu ý hỏi cái gì thì hỏi trực tiếp vô luôn, chứ đừng có alo hai chào anh khỏe không gì đó là nhiều khi là trả lời anh em không có được ha. Đấy rồi, bữa nay là nhà máy quên mất tiêu luôn rồi, nhưng mà lô máy này là đang về nè, nhưng mà đang cho họ nó vệ sinh rồi kiểm tra đồ này kia lại thì mới có lên clip lại được ha. Thì nó có là Honda gửi 25 rồi mấy cái con Echo trắng rồi máy cưa tay cụt tay dài gì lum hết đó. Đấy, nhưng mà trong cái clip này thì không phải quay về nó mà chỉ giới thiệu sơ thôi. Cái clip này là quay về cái bơm này ha. Đây là một cái clip nhỏ thôi để quay về cái bơm này. Khoan, anh em đợi chút xíu lấy cái bơm này ra so sánh mới biết được. Đợi chút xíu. Anh em đợi lâu ha. Em lấy cái bơm này ra, lấy cái bơm này ra để anh em so sánh cái kích thước. Để anh em coi được cái kích thước ha. Rồi không có gì để lon bia luôn nha. Đó cho anh em coi cái kích thước của cái bơm này là tổ bố. Tổ chản đó, gọi là bơm tổ chản luôn á. Cái bơm này là hàng tháo máy của thằng Honda GX35 nha anh em. Mà mới 100% nha. Đó, để em cho anh coi, tức là mấy cái bơm thông thường bên em bán là cái phi của nó là chỉ có 34 thôi. Cái lưu lượng của nó là chỉ khoảng đâu qua khoảng 8 khối nước giờ thôi. Đây là những cái dòng máy bơm mini nè, hay thì em hay bán ha. Còn cái bơm này là bơm khủng đó. Đầu tiên là phải giới thiệu cho anh em biết về cái kích thước của nó trước khi bán nữa. Hồi nhiều khi anh em mường tượng nó là cái bơm nhỏ, nhiều khi nó bán mắc bán rẻ rồi này kia nó cũng hơi khó ha. Đấy, đây là một cái máy tháo máy nha. Nhiều khi là anh em có tiền chưa chắc mua được nha, hoặc là nhiều khi không phải tiệm nào cũng có mà bán đâu ha. Theo em khảo sát là hình như hiện nay là chỉ có mình anh em mới bán nè. Nó là hàng tháo máy nha, tháo máy của hàng Honda GX35 đó. Cái bơm này nó là xài, cái đây là cái bơm nước nha, là nó xài cái tâm bự nha. Anh em nào có xài cái máy cắt cỏ mà tâm bự, ví dụ Honda GX35 đưa vô là chuẩn cơm mẹ nấu luôn, tại vì vốn dĩ của nó là nó gắn cái động cơ GX35. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái máy cắt cỏ mà tâm gời mà là tâm lớn nó thì phải gắn vô, hoặc là V3K rồi này kia đó, hoặc là mấy cái máy mà TL33 đồ này kia đó, hoặc là TL33 mà có phiên bản của Trung Quốc đó, thì gắn vô cũng được luôn. Là tới nói chung là cái tâm rời mà là tâm bự đó thì mới gắn được cái bơm này ha. Tại vì đây là một cái bơm khủng, cái phi của nó là tới nó là cái phi là phi 42. Thì hiện tại là em lên cái clip này là em chỉ có hai cái bơm này thôi, kiếm cái thứ ba cũng chưa chắc, chưa biết là sau này có không. Thì đi mua chung với mấy này gặp thấy em quá mua luôn, quá mới đi. Nói chung là con này là mới chát luôn, mới đập thùng luôn, nó chỉ giống kiểu như bị ăn trộm lấy cái máy mất mẹ rồi, chỉ còn cái khung là gì thôi đó ha. Thì nói chung là trước khi làm báo giá luôn là chi tiết rồi. Cái bơm này có giá là 1.350.000 ha. Giá của nó là 1.350.000, mới 100%. Và chưa tính cái đế nha, anh em nào có lấy cái đế thì cộng thêm giùm em 50.000 luôn. Đấy, và giá tại tiệm chưa ship, tiền ship của con này nói chung cũng dễ ghề thôi chứ không gì đâu. Đấy, con này tiền ship nó khoảng vài chục ngàn tới vài trăm, tới khoảng 100.000 à, xin lỗi chứ không phải vài trăm, từ khoảng 50.000 tới 100.000 thôi à. Còn nếu gửi chành có thể rẻ hơn nữa. Đấy, còn giá bên em là giá tại tiệm. Còn đây là cái bảng thông số của nó nè. Nó là nó háo từ cái nè, nó để luôn nè anh em thấy không. Cái loại động cơ nó sử dụng là Honda GX35 luôn nè. Cái phi của nó là 42. Còn cái loại bơm ở trên đó là kiểu như nó là cái bơm hút chân không đó. Tức là cái bơm này mình chỉ cần mồi nước vô đầy vô đây là mình xài thôi, chứ mình không có cần mà phải xài lúc B rồi này kia mất công ha. Đó. Chạy cái gì nữa rồi, dẹp vô đi rồi ha, dọn sạch rồi hả rửa nha. Rồi, ở đây là cái
cái kiểu bơm ha. Đây là cái lọ động cơ, đây là cái cái đường kính của nó là phi 42, là xài ống 42 đó ha. Cái lưu lượng mà tối đa của nó là 24 mét khối trên giờ, thì quy ra nếu mà một phút đó là khoảng 400 lít một phút đó, khủng khiếp luôn ha. Cái cột áp của nó là 30 mét, cái cột áp là 30 mét, còn nếu mà tổng độ cao để mà nó hút được của cái bơm này là 7 mét ha, tức là độ cao mà hẳn đứng để nó hút lên được tối đa là 7 mét, còn nếu mà tổng cái cột áp luôn là khoảng 30 mét. Cái khối lượng này không tính tới rồi, tại vì khối lượng của này là nó tính luôn có động cơ, còn nếu mà có cái này không thì heo em chắc khoảng là cỡ 3 kg à ha. Đấy, đây là cái động cơ xăng, máy bơm nước, quá cho bơm là quá máy bơm nước, động cơ xăng, sử dụng động cơ Honda đó. Nói chung là đây là cái máy bơm tháo ra, nó là máy bơm Honda đó, Honda GS35, gọi là máy bơm Honda GS35 mà không có động cơ GS35, chỉ có cái máy bơm thôi, bán hàng độc luôn, chưa chắc mấy cái tiệm khác có, mua bán hết hai con này chưa chắc anh em bỏ tiền ra 1.350.000 mua được cái khâm lê giống vậy. Rồi 1.350.000 không có đế nha, anh em nào lấy cái đế đỏ này thêm 50.000 nữa giùm em là 1.4 ha. Nhưng mà 1.350.000 là tặng thêm cái đóng lằn cằn này nè, là cái bộ phụ kiện của nó nè, thì nó gồm có một cái này không phải là lớp B mà nó là cái lọc gác ha, tức là nước vô là cái lọc gác là nó xài này nè đó, thì nó tặng cho anh em cái này. Rồi cái này là để gắn vô đây nè, để mình xài cái củ dê đó. Thì đây mình xài, muốn xài ống răng thì mình xài, còn nếu mà muốn xài cái ống mà mình chọt vô để xài củ dê mình bóp lại đó, thì mình xài cái phụ kiện này đó, nó như vậy nè. Tức là nếu mà mình xài cái găng trong á, găng trong mà 42 mình đưa vô đây mình gắn vô thì quất luôn, còn nếu mà mình xài cái ống ruột gà đó thì mình sẽ xài này để đưa cái ống ruột gà này vô lấy cái củ dê siết lại rồi xong. Nó có củ dê luôn nè, khỏi mua củ dê nữa, nó cổ dê nó là đưa cái ống chồng vô đây xong lấy này siết lại rồi bụp. Còn đây là cái gon đây để nó tránh xì nước thì gắn vô ha, cái gon này nè đó. Thì đây là nguyên cái cơm lê phụ kiện của nó, 1.350.000 chỉ có hai cái thôi, tốn nước miếng nói nãy giờ giải thích cho anh em luôn đó. Rồi với anh em thấy cái tiêu đề nó còn nếu mà anh em dưới cái phần bình luận anh em thấy nó em để đã bán là đã bán, nó chỉ có hai con thôi ha. Rồi anh em coi qua và hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh bên em ha. Đấy. Rồi chào anh em ha, đợi anh em ở những cái lô máy cưa cắt cỏ tiếp theo. Đây. Họ đang làm ha. Rồi.